Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Boy Khmer Trà Vinh. Hôm nay mình sẽ cập nhật chia sẻ COVID-19 tại tỉnh Trà Vinh. Vào chiều ngày 22 tây tháng 7 năm 2021 thì có thêm một ca nhiễm COVID-19 có địa chỉ tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân này thì từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh trở về và đã được cách ly tập trung trước đó. Như vậy có 18 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận vào ngày 22 tây tháng 7. Vào sáng ngày 23 tây tháng 7 thì có 2 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca có địa chỉ tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân này từ vùng dịch quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trở về và đã được cách ly tập trung vào ngày 21 tây tháng 7. Ca nhiễm thứ 2 là ở xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân này là F1 của ca bệnh trước đó. Và bệnh nhân này cũng đã được cách ly tập trung vào ngày 21 tây tháng 7 trước đó. Do vậy thì đến nay thì Trà Vinh đã có 125 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 27 ca nhập cảnh, 98 ca nhiễm trong cộng đồng, và đã điều trị khỏi 17 ca nhiễm và không có ca tử vong. Phần cập nhật COVID-19 tại tỉnh Trà Vinh vào ngày 23 tây tháng 7 năm 2021 của mình đến đây đã hết rồi. Nếu tất cả các bạn thấy hay, bổ ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để nhận nhiều thông tin mới nhất từ mình nha. Mình xin kính chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng quyết tâm đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 này nha. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!